lại đến với channel của mình Vibe with Karen đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video mini world của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên đặt lại cho mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn đừng quên lấy cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha các bạn ơi. Và ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên là hãy giúp cho video này của mình đạt được 10.000 like bằng cách 3, 2, 1. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha các bạn ơi. Thì như các bạn có thể thấy được, ngày hôm nay Kairon và Simi đã có mặt lại ở trong Mini World rồi đây các bạn. Và như các bạn có thể thấy được, đây chính là ngôi nhà của Kai với Sim trước đây nè. Hôm nay bọn mình đã quyết định quay trở lại ngôi làng Hero Team này để chúng ta có thể khám phá coi là trong Mini World dạo gần đây có gì mới không nha. Ok Simi, đi ra ngoài đây thôi nào. Không biết là bây giờ trong làng này có ai không ta. Ui, ở đằng kia đang có Phong Cận với Sammy kìa. Hả? Phong Cận và Sammy kìa. Hai người này cũng đang trong Mini World hả? Từ từ để mình lại để coi coi hai người đang làm gì vậy ta. Hello. Ôi, Sam ơi, Sam ơi, Sam đặt bơm ở bên nhà Kairon với lại Sim chưa? Tôi kích hoạt nè. Okay. Ơi. Cái gì mà đặt bơm vậy? Ôi, what's up, bro? Mấy người làm gì vậy? Hello, dạ, Phong Cận, hello. Sammy, ủa đang làm gì đây hả? Ôi, trời, lâu quá rồi mới thấy bạn lại. Ôi. Trở lại ha. Ai lâu quá rồi ha. Ê ê ê ê ê, làm gì em gồ? Ê làm gì vậy? Mới gặp lao cứ kiếm chuyện như bà gồ. Chuyện cái gì? Mình chỉ đang muốn khoe cho bạn cái này thôi. Đố bạn biết cái này là cái gì nè. Chắc lâu quá chưa vào không biết đúng không? Cái đội giận hả? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, quăng cái gì vậy? Mày quăng cái gì vậy? Mình mất bóng quá trời luôn nè. Cái trái này á, cái trái rất là hay luôn. Khi mà chọi với người mấy bạn á thì hai bạn sẽ đánh nhau hiểu không đó. Mình đánh bạn kìa. Mình đánh bạn à. Mình đánh bạn thì có đó. Trời ơi, mới vô Mini World là bây giờ đã gặp gao là nó kiếm chuyện rồi đó. Bây giờ bạn muốn kiếm chuyện đúng không? Vậy thì bây giờ mình với bạn solo đi bro. Solo hả? Ủa solo là solo gì? Mình nói bạn nghe nè. Mình với Sammy đã quay trở lại Mini World được cả tuần nay rồi. Hôm nay mới thấy bạn với lại Sim. Trời ơi. Hơi lâu quá nha. Đúng là ếch ngồi đây giếng. Vậy thì bạn không biết là mình với lại Simmy cũng đã quay trở lại Mini World từ cả tuần trước rồi. Bạn tưởng đó hôm nay mình mới vô hả? Trời ơi, vậy luôn hả? Ok, vậy bây giờ bạn muốn thi đấu cái gì nè? Tôi dạo này cũng ngứa tay lắm rồi á. Được, nếu mà đã ngứa tay như vậy rồi á thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cuộc thi của Kairon, Simmy và Phong Cận Sammy nha. Let's go. Yeah. Wow. Và đến với thử thách đầu tiên của chúng ta đó chính là bắt cua nha các bạn ơi. Cặp đôi nào mà bắt cua tới đích trước, cặp đôi đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ cuộc thi của chúng ta sẽ được phép bắt đầu trong 3, 2, 1, let's go. Ủa Phong ơi, Phong làm gì vậy Phong ơi? Phong làm gì vậy? Sao bắt cua đi? Tưởng gì? Tôi đang để cho mọi người chạy trước. Trời ơi, tôi gáy. Lại gáy rồi, bạn ơi, bạn lại gáy rồi. Trời ơi, cái map bắt cua này thật ra là cũng không quá khó các bạn ơi, cho nên là mình sẽ rất dễ dàng để có thể vượt qua được nó. Yeah. Ở đây nó có hai đường, đó chính là đường BE và đường BC. Nhưng mà tôi ngu gì mà tôi đi đường BC các bạn? Mình đi đường BE cho nó dễ đúng không nào? BE nó cũng khó. Tôi lên rồi đây. Ủa bạn ơi, sao mình thấy bạn bảo là bạn nhường mọi người nhưng bạn nhường hơi lố các bạn. Sao mình thấy bạn giữ đứng gì vậy? Nhường để cho mọi người đi trước hiểu không? Sau đó mình mới chạy tới. Trời ơi, cứ thôi đó, trời hay quá. Yeah, trời ơi, mình đang là người top 1 các bạn à, và mình đang còn bắt cua vượt qua cả Sam nữa. Ủa, Phong lên nhanh vậy, chạy. Phong bắt cua cũng ghê lắm. Phong sướng kìa. Nhanh vậy? Yeah, hiện tại là bây giờ tôi vẫn đang giữ được cái top 1 của mình các bạn. Đây à, nói bạn nghe nè. Bạn á, top 1 á, bạn đang đi trước Sim với Sam á. Mình hỏi bạn câu này nha. Thắng con gái tự hào lắm hả? Ủa? Con gái tự hào lắm hả? Trời ơi, trong cuộc thi mà ông nội nói gì vậy? Cái này tôi đang bắt cua cặp đôi mà, cho nổi gì đây? Không, mình nói đấy ơi, bạn thắng Sim Sam, bạn tự hào lắm mà. Mình đang đi cặp đôi với Phong ơi, cố lên. Thôi Sam ơi, Sam ơi, Phong đang muốn rồi là làm cho lu mờ ý chí đối phương mà Sam cứ kỳ cục ghê á. À, đừng thao túng hả trời. Mình nói Phong nghe nè, mình á là sẽ đem lại cái chiến thắng dành cho Simmy đó. Nên là mình mới là người đi trước. Đấy, Phong ơi, gán lên lẹ lẹ nha Phong ơi. Trời ơi. Mình đã bảo là mình nhường mà, bạn cố gắng giữ cái top 1 của bạn nha. Ok ok, bây giờ tôi vẫn đang đi rất là nhanh các bạn ơi. Các bạn có thấy được là cái trình độ mà chạy nhanh của mình nè. Không té một cái nào luôn. Ê, hồi chị tôi không thấy Phong cận luôn, có ai thấy Phong cận không? Hồi chị nói quá trời, không thấy Phong cận đâu ấy mà. Trời ơi, cái bà này thiệt của bà có phải là đồng đội với tôi không vậy hả? Bà cứ nói chuyện như chuyện thiệt luôn hoài. Không thấy người, không thấy người thật. Người ta xúc lên đất rồi, không thấy ổng đâu mà. Mấy bà hỏi tôi không xúc được mới lạ. Ôi, té tiệt. Hello Sim nha. Ơi, Kai với Sim đang bằng nhau nè. Nhưng mà bây giờ Phong Cận và Sammy vẫn đang ở một cái thử thách trước, chưa vượt qua được luôn các bạn ơi. Oh my god. Kai ơi, sao Sim đẩy Kai vậy? Ủa, Sim đẩy Kai, xin lỗi. Đi trước đi, Sim đi trước đi. Ủa, hai người kia vẫn là sao? Con đây Phong ơi,
Tạm biệt Sam ơi, Sam cứ tin tưởng rồi Phong. Tin thế nào được bạn ơi, tin thế nào được bạn ơi. Mình qua tới nơi luôn rồi nè, sắp vượt chứ được chứ. Nói bạn nghe nè, đừng bao giờ xem thường người khác. Bạn chưa nghe câu đó bao giờ sao? Mình có xem thường người khác đâu. Trời ơi, rõ ràng là bạn nhường mình đi trước. Bây giờ bạn không vượt qua được là bạn quê chứ gì đó. Thôi thôi thôi, thôi đừng bao giờ xem thường người khác bạn ơi. Để xem qua thẳng rồi, để xem qua thẳng rồi, giờ đừng xem thường người khác. Ok, Simi đang dẫn đầu và bây giờ mình đang ở đằng sau. Chúng ta đã đến với cái thử thách bắt cua thứ 11 rồi nè các bạn ơi. Mình nó chín chín à. Chết rồi, Phong mới chín rồi mấy bạn ơi. Chỉ còn khoảng 3 thử thách nữa là chúng ta đã vượt qua được cái map này rồi. Ok. Ê, trời ơi. Tại sao tôi lại té thế này? Đây. Chết rồi, Phong vượt mình ơi, Phong vượt mình ơi. Mình té một cái rồi, Phong vượt mình ơi. Không ơi. Sao, còn xem mà không biết có thắng nổi được không đây, ok. Chỉ cần cài đến rồi bạn nha. Yes, mình vừa cài rồi các bạn. Mình lại bị té rồi. Ok, Sim đã tới level 16, còn mình thì vẫn đang ở level 12. Ok, nhưng mà không sao cả, chắc chắn là Sim sẽ giành lại chiến thắng cho mình. Level thứ 13, ok, ê, leo lên cay, đây cay. Sao nghe nó nhục quá cay, Sim sẽ giành chiến thắng cho mình. Sao vậy, hội trợ lẫn nhau cứ nghĩ vậy thôi. Cũng hơi buồn buồn chút xíu, tại vì đáng lẽ mình phải là người đem lại cái vinh quang cho cả đội đúng không các bạn. Ok, level thứ 15, ok. Sim ơi, Sim tới level thứ mấy rồi Sim ơi? Sim 19 rồi. Trời ơi, sao lại té được rồi. Ok quá. Mình toàn bị té ở những cái pha cuối các bạn ơi. Oh, nên là mình rất là cay luôn á. Cái này khó quá. Mình té đúng cái cây giây phút cuối cùng. Cây đó té đúng cái pha cuối luôn thiệt, đúng hài luôn á cây. Gấp gáp quá. Trời ơi sao tôi gấp gáp thế này? Gấp quá làm cái gì? Rung đúng không? Rung tay á, tay đổ mồ hôi hết rồi đúng không? Đó rồi bạn ơi. Mình phải giữ được cái sự điềm tĩnh trong bản thân mình mới được. Ok. Giữ sự điềm tĩnh kiểu gì mà từ nãy thấy la ầm sầm vậy? Mình phải đang tập trung lắm luôn á các bạn. Ưa. Mình cũng đang cố gắng tập trung lắm mọi người. Mình rất tập trung. Không sao, phải hai người tới đích mới tính mà. Cứ bình tĩnh. Cái này là cặp đôi, cái này là cặp đôi chứ không phải là cái cay đó rồi, cay đó rồi. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi đang tự hào bởi vì mình là người top 1 và bây giờ mình là người top cuối luôn rồi. Phong tới nha Sam ơi, Phong tới nha Sam ơi, không đợi Sam nha. Tôi tới đây. Bây giờ là màn so tài giữa cay và Sammy. Yeah, mình đã vượt qua được Sammy rồi các bạn ơi. Ủa? Ok. Ủa? Trời ơi, sao Sam đẩy mình? Trời ơi. Sim cứ bình tĩnh nha, Sim cứ bình tĩnh nha. Sim sao bình tĩnh được trong khi thấy cay cứ Ok, mình sắp bình tĩnh rồi các bạn ơi. Mình đã vượt Sam rồi. Yeah, tôi đây các bạn. Điểm tiêu chiều thôi. Tiên chưa đó. Ok các bạn ơi. Và trong thử thách bắt cua đầu tiên, cặp đôi Kai Roy và Simi đã giành được chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách thứ hai rồi nào. Let's go. Đến với trò chơi thứ hai của trận đấu ngày hôm nay, đó chính là trò chơi bắn súng các bạn nha. Trò chơi này cực kỳ hồi hộp luôn, bởi vì Kai và Sim đang ở bên một cái căn nhà khác nhau, còn Phong và Sam đang ở một cái căn nhà khác nhau nè các bạn ơi. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ và đội nào đạt được 50 điểm đầu tiên đội đó sẽ giành chiến thắng nha. Và đội tôi mới vô đã đạt được một điểm đầu tiên. Sam ơi, đưa gì à? Sam mở cửa cho bên kia bắn Phong vậy Sam? Ai biết, tôi đâu có biết đâu. Ok, bây giờ á là hai người, hai đội của chúng ta sẽ cùng nhau solo nha. Đội nào 50 điểm trước đội đó sẽ là người giành chiến thắng. À, Phong ơi, lòi cái đầu ra Phong ơi. Bạn lòi cái đầu ra đây nè. Phong cận nè. Núp ở trên đó à. Núp gì? Mình ở trên đây nè, núp gì? Ok, đội của mình đã được 3 điểm rồi các bạn ơi. Lên cao. Yeah, đúng rồi. Lên trên cao rồi bắn nè mọi người. Sammy nè, ôi không chú à. Rồi Sammy rồi. Cái gì vậy? Sammy nè, nghĩ gì? 4 điểm rồi nha. Bình tĩnh Sam ơi, cứ bình tĩnh. 5 điểm rồi các bạn ơi. Yeah, đội của chúng tôi được 5 điểm rồi. Không thấy ai trên đây vậy ta. Ok, vậy mình sẽ đi xuống dưới đây nha các bạn ơi. Phong ơi, Phong cận nè.
Nope. Phong Cận nè. Phong Cận nè. Ôi trời ơi. Đâu rồi. Ra đây nè bro. Ra đây bro. Ra đây rồi sao? Ra đây rồi sao? Dạ, yeah, bắn nhau nè, bắn nhau được bro. Ra đây nè bro. Ôi trời ơi, lâu quá con vô đi qua khó chịu quá. Tại vì á, cái con chuột của Phong nó kiểu nó di chuyển chậm quá à, không hiểu sao luôn á, khó chịu thật sự. Phong cứ lời đầu ra phán nào là mình bắn Phong được phán đó luôn các bạn ơi. Ok. Canh chứ. Được 8 điểm rồi. Yeah. À, ở bên kia canh như thế cứ ló đầu ra thua rồi Sam ơi, nên khó lắm. Không, này ông bắn dưới đi. Ông bắn dưới đi tôi bắn trên cho. Đây mình bắn xuống bắn dưới luôn nè. Đây tôi xuống dưới tôi chơi luôn nè. Phong Cận nè, 9 điểm. Trời ơi. Súng này kiểu bắn nó cứ lệch ta. Phải lệch chứ, không phải tính lệch chứ. Mình thôi, tôi mới chết một mạng các bạn ơi. Trời ơi, gay cứng quá. Sammy nè, lòi cái đầu ra, mình đã đứng canh như đó rồi, lòi đầu ra là mình bắn liền luôn ấy. Sammy nè. Ôi, bên kia canh rồi, Sammy không có bắn cái đó được đâu. Cứ bắn thôi. Trời ơi, tôi canh, trời tôi đứng là tôi chơi, tôi còn né ra, né lại nè, ai nói canh đâu, trời ơi. Ui trời ơi, đây đó các bạn không? Sammy bây giờ đã có kinh nghiệm rồi. Chơi biết né lắm luôn nha các bạn ơi. Không có dễ đâu nha. Sammy với chúng tôi nè. Tưởng tượng chết. 14 điểm rồi các bạn ơi. Bên đội của mình đã được 14 điểm rồi. Phong ở đâu vậy ta? À Phong trên kia à. Được. Để Kai lên đó, Kai so tài bắn súng với Phong cho. Nope. Ủa Phong này. À Kai đó nè. Canh luôn, đánh canh luôn. Trời ơi, mình vừa mới xuất hiện cái là Phong bắn mình rồi. Bây giờ là tình thế của chúng ta đang là 7-14 này thôi. Nice. Ok. Bắn sao? Oh my god. Bắn sao? Bắn. Where are you, Phong? Where are you, Phong Cần ơi? Gì bạn? Yeah, I see you, bro. Rồi, bạn đứng đó, bạn canh mình từ phía trên này, mình ngu gì mình ra, bạn ơi. Rồi, bạn lên đi, mình cho bạn lên luôn rồi chúng ta bắn nhau luôn cũng được, trời ơi. Ây da! Đó, cái đầu ra. Cày thế à, ok. Phong Cần nè. 19 điểm. 19 điểm thôi. Sima nè. Thôi mình đứng dưới đây bắn với Sim. Không lên trên đó nữa. Okay. Sao? Bây giờ hai đứa mình bắn dưới đây ngắm cứ ngắm Sim thôi. Sim cứ xuống rồi bắn. Okay. Oh no. Đây để cây. Để cây xuống cây hỗ trợ Sim nè. Đây tôi cầm 6 nòng tôi đứng đây tôi nã vậy nè. À, trời. Hay quá Sam ơi, hay quá. Hay chưa? 22 điểm vậy nhé. Ghê. 50 điểm hả? Ok. 30 điểm. Ô ui ui. Ok nào. Ôi ôi trời mình cứ ngắm. Mình yes. Okay. Cuối cùng mình cũng ngắm được Sam rồi. Yeah. Còn Phong đâu ta? Không thấy Phong đâu mất tiêu. Phong chết mất ta. Ủa. Ôi mình bị Phong bắn các bạn ơi. Ai trời ơi. Sao mình cứ cảm giác cái con chuột của mình nó cứ chậm chậm thế nào các bạn ơi? Chậm vậy mới bắn được chứ. Chậm à. Ôi ôi. Ok. Chậm à. Tôi đi. Chậm nè. Ôi không trúng. Bye. Chậm ơi. Bye. Bên đội của Phong Sam được 19 điểm rồi các bạn ơi. Cố lên. Sam 20 điểm rồi. Trời ơi, Sim ơi cố lên nha. Trời vừa mới nói không 20 điểm này luôn rồi kìa. Oh my god. Sammy kêu ok. Lòi cái đầu ở đây nè. Ủa, hồi nãy mình mới thấy Phong trên đây nhưng mà như Phong đi xuống mất tiêu rồi. Con thấy Sam trời. Ủa, ai đó nè. Ủa sao chứ nó không có tăng điểm nữa sao ấy. Đâu để Kai thử bắn Phong coi. 26 nè, trời ơi 26 điểm. Dê yeah, các bạn ơi còn 4 điểm nữa thôi là mình sẽ chiến thắng nha. Bực à. Headshot. No. Cái xạo nè. Ok. 3 điểm nữa thôi các bạn ơi. Team của Phong Cận còn cách nhau 7 điểm, còn mình là còn 3 điểm thôi. Cố lên nào. Cố lên Phong ơi, thêm 3 rồi. Phong à. Trời ơi. Cây đi. Tôi đang cố gắng. Cứ thật có thể. Oh my god. 28 điểm. Yeah. 28 điểm. Sao bây giờ Sam núp luôn đi để Phong bắn cho. Sam núp đi. Bây giờ hai người mất điểm nó còn nhanh hơn á. Ok. Phong mà. Vậy thì để mình ra mình đấu với bạn nè. Yeah! 29 điểm, 29 điểm. Còn điểm thôi. Một điểm cuối cùng nữa là mình sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn ơi. Ok.
Ủa là trời ơi, ôi trời. Rồi từ từ nha. Ê coi chừng đó nha, coi chừng bị lật ngược tình thế á. Ôi mày coi. Đâu bây giờ bên kia còn có một điểm nữa thắng rồi, bên này sao thắng lại được nữa. Ờ. Sam ơi, sao đang đứng ngay cửa á Sam ơi? Lầy theo. Ôi trời ơi Sim ơi, 29 điểm rồi kìa. Trời ơi. Ô mày coi. Bây giờ tỷ chúng ta không được xem thường kẻ thù, Sam hiểu không? Tỷ số bây giờ là 29 rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ cần mình thua một cái nữa coi á là coi như là team mình thua luôn. Cố lên cao ơi. Wow. Dạ có ngắm mèo Simmy giờ dễ chứ. Yeah. Phong à, bạn đi đâu mà đi ở trên đó vậy Phong? Ba mươi điểm các bạn ơi. Yeah, team của Kai Sim lại tiếp tục chiến thắng rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta đến với trò chơi tiếp theo rồi. Let's go. Đến với trò chơi cuối cùng của chúng ta. Trò chơi này sẽ quyết định coi ai sẽ là người mạnh nhất nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì let's go. Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là sẽ đi đập đi những cái bình này nè các bạn ơi. Và trong những cái bình này á, nó sẽ có những cái món vũ khí. Và bây giờ á, mình sẽ cố gắng tiêu diệt Phong Sam nhiều nhất để có thể có được cái điểm cao nhất nha các bạn. Ok. Quen quá ta. Trời ơi quen chứ sao không bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà còn nhớ cái map này á, thì đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quen là nhớ like video này để ủng hộ cho tôi nha quý vị. Tôi cần một cái súng các bạn ơi. Trong đây mình đang cần một cái súng mình coi bạn. Ê Phong ơi, Phong ơi. Em biết cái này làm gì hết trơn á. Bây giờ dám chơi đấu cận chiến không? Cận chiến cho đây có kiếm nè. Được, đây mình đây bạn mình cận chiến nha. Rồi bạn đâu? Where are you? Rồi ok. Đây. Bây giờ mình với lại Phong cận sẽ cận chiến nha. Phong cận với chú rồi. Phong cận. À là đây, là đây. Đâu vậy? Bay đâu vậy hả? Nè, đánh nhau đúng không? Tụi tôi là đứng từ xa nhìn đúng không? Có vũ không? Ôi, xin lỗi. Muốn. Xin lỗi. Đâu chưa? Chạy. Ủa gì vậy Phong? Tụi tôi đánh nhau nhìn dữ lắm á. Lại đây. Lại đây bằng rồi, Quay bằng rồi. Siêu nhân cao. Ây da. Siêu nhân gạo nè. Siêu nhân gạo của chúng tôi nè. Ây da, rồi xong. Đây. Ô, hello Sim nha. Sim nhớ là cái Sim đội nha, đừng có bắn cay nha. Đừng có ham mà bắn cay nha. Ok, em tao một cái. Trời ơi, sao mày bắn cái súng lửa gì ghê vậy? Ôi Sammy nè. Ôi, mình nhặt được một cái súng nè các bạn ơi. Đây. Sammy. Cái súng này của mình. Trời ơi, ai biết tôi hình con gì rồi. Trời ơi. Sam ơi, đang ở trên trời nè Sam ơi. Cay đâu. Ôi, tôi mới lượm được cái khiên của Captain các bạn ơi. Mình không biết khiên để làm gì nữa. Vâng, cần. Mèo Sam ơi. Hay quá. Tao phi tiêu. Làm gì? Làm gì với mình? Chạy hết máu. Đứng đằng kia ghê quá. Đứng đằng kia ghê quá. Chứ sao nữa? Sammy với chúng tôi à? Trời ơi đáng sợ má ơi. Cái đó nè. Cái gì? Cái đó nè. Phong cận nè. Xin mời bắn cài luôn. Sorry. Mất máu nhiều quá. Mèo Simmy hả mèo Simmy? Simmy đi rồi. Ê chết, cài lỡ bắn Simmy. Trời ơi, sao bắn cái mình. Sammy. Phong cận với chúng tôi. Ok, còn Sammy nữa. Sammy. Này, ôi hiện tại là Sammy đang 6 điểm các bạn ơi, Phong cận là 4 điểm. Leo lên đâu hả Kyron? Phong cận đó này. Phong cận sao? Một phút nữa là game kết thúc rồi. Mèo Simmy. Sammy, yes, mình tiêu diệt được Sammy rồi, yeah. Phong rồi. Sao nè, tôi thấy sao mà, yeah. No nè. No. Làm cái này nè. Phong được 8 điểm rồi. Phong cận sao? Trời ơi. Phong cận sao xem? Ông tới. Phong cận sao? Hả xem. Trời ơi, Phong ghê quá. Phong cận sao? Phong là vậy nè chứ sao nữa. Trời ơi. Vậy là vậy sao? Sao cái 10 điểm nè.
Yeah, ok. 11 điểm. 3 2 1. Trời ơi các bạn ơi, trận đấu lần này á, tuy là tôi là người chiến thắng nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tổng điểm lại nha. Kairon với Simi là được 16 điểm, còn Phong Cận Sammy được tận 18 điểm các bạn ơi. Cho nên trận đấu này người chiến thắng là Phong Cận và Sammy. Buồn dễ sợ luôn á. Em tin hai tụi mình đều cùng điểm luôn Phong à. Trời ơi. Ok các bạn ơi, và đó chính là cái bàn solo giữa cặp đôi Kairon và Simi cũng như là Phong Cận và Sammy. Thì các bạn thấy cặp đôi nào chơi game hay hơn thì các bạn cũng đừng quên là hãy bình luận bên dưới nha, mình sẽ thả tim cho tất cả mọi người. Và các bạn cũng đừng quên là giúp cho video này của mình đạt được 10.000 like nha các bạn ơi. Đừng quên là 10.000 like nha. Bạn nào chưa like ấn like liền luôn nha các bạn ơi. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye.